Đáng thương hình ảnh chú chó gầy trơ xương của cô chủ tiệm tạp hóa. Hồi xưa có bạn nào ước nhà mình bán tạp hóa không nhỉ? Thì là để được ăn thỏa thích bao nhiêu cũng được chứ sao nữa. Và không biết chú chó của cửa hàng tạp hóa trong đoạn clip trên đã được bố mẹ cho ăn bao nhiêu để có được một thân hình đồ sộ khiến bao người trầm trồ thế kia. Chạy xe đi ngang qua mà mình phải đứng lại để chắc chắn cái cục màu vàng vàng kia là một chú chó chứ không phải là một vật thể nào khác. Không rõ cụ thể là bao nhiêu, chứ mà đoán tầm tầm chắc cũng hơn 60kg chứ chẳng chơi. Ngồi trước cửa hàng trông hàng giúp chủ, chứ mình nghĩ lỡ mà có ai đó ăn trộm thì cũng không biết nó đủ sức đứng dậy mà chạy rượt theo người ta không. Mình đứng nhìn nó với ánh mắt kinh ngạc trầm trồ, còn nó thì cũng nhìn mình nhưng mà như kiểu: nhìn gì, hồi giờ chưa thấy anh chó nào đẹp trai lại cao to vạm vỡ như thế hay sao mà nhìn. Được rồi, anh chó đẹp trai, em nào có dám nói gì đâu. Trong lúc này, cô chủ tiệm tạp hóa cũng nhìn sang mình. Chắc cô cũng biết mình đang nhìn gì. Cô cũng chỉ cười bất lực rồi thôi. Có vẻ mình cũng không phải là người đầu tiên ngạc nhiên trước sự to lớn của chiếc box này. Còn box nhà bạn thì sao? Có đủ nặng ký để so tài cùng với chú chó này không? Hãy bình luận nha! Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Yêu Lưu. Nhớ ấn đăng ký kênh để xem thêm các video hay tiếp theo nhé!